Chào tất cả quý anh chị và cô chú những nhà đầu tư trên kênh của Tài nhé. Hôm nay mình sẽ quay một lô đất tọa lạc tại xã Đăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất của mình có diện tích là 10 x 45, có 50 thổ cư và hai mặt tiền đường. Đường một đường thì hiện tại là đường nhựa, một đường thì đường đất chuẩn bị lên nhựa. Cách cái trục đường Mỹ Xuân ngã giao cũ thì tầm 100 m thôi. Đây, lô đất của mình góc hai mặt tiền nhìn rất là đẹp luôn. 10 x 40, 15, có 50 thổ cư nha quý anh chị. Đây, đây là lô đất của mình góc hai mặt tiền, đất thì tương đối bằng phẳng. Trụ điện thì nó đang vô để mở rộng đường bên này nè. Ranh giới là từ đây chạy dài xuống đó 10 m. Xuống dưới này 10 m nha mọi người. Đó. Trên đất thì hiện tại có cây điều thôi. Đó, đất thì rất là bằng phẳng. Xung quanh thì khu dân cư rất là đông luôn. Đây, trước lô đất mình là có một cái nhà này. Đó, khu dân cư rất là đông. Đường xá thì rất là rộng, xe hơi. Hiện tại chủ rao bán cái lô đất này 1 tỷ 650 triệu nha quý anh chị cô chú. Trong này khu dân cư rất là đông. Đó, từ cái vị trí lô đất này mà quý anh chị đi ra lại đường Mỹ Xuân ngã giao mà đi ra chợ Lăng Lớn thì bán kính chỉ có 2 cây 2 cây rưỡi thôi, số thôi. Hiện tại lô đất này sổ đang chủ đang cắt, tầm mấy ngày nữa thì sẽ có sổ mới. Đó, đường thì thông, đường này quý anh chị có thể chạy ra lại đường Mỹ Xuân giao luôn này. Đường này thì đi vô khu bàn cờ của Lăng Lớn. Đó, đường xã rất là thuận lợi, lô góc hai mặt tiền rất là đẹp. Điện nước thì đã đầy đủ, chỗ này wifi cái đồ thì đầy đủ hết rồi. Từ cái vị trí lô đất này mà quý anh chị đi lên lại thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 65 cây thôi. Đó. Giờ Tài sẽ chạy từ cái lô đất ra ngoài cái đường Mỹ Xuân để giao cho quý anh chị cùng xem nhé. Từ cái vị trí lô đất này mà Tài hiện tại Tài đang chạy ra hướng đường Mỹ Xuân ngã giao thì tầm 100 m. Đó, khu dân cư rất là đông. Đây là đường Mỹ Xuân ngã giao cũ nha quý anh chị, đường cũ. Cái hướng này quý anh chị đi vô lại Lăng Lớn này, và đi vô ủy ban xã Lăng Lớn, trường học và chợ nè. Còn hướng bên này á, quý anh chị đi ra lại ngã giao. Đó. Rất là thuận lợi. Quý anh chị nào muốn đi xem đất hay là muốn biết chi tiết về lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại của Tài. Tài cũng cảm ơn quý anh chị đã xem video và luôn ủng hộ kênh của Tài. Tài cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn quý anh chị những video nhà đất mới nhất của bên kênh của Tài. Cảm ơn quý anh chị và chúc quý anh chị có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.